Thưa quý vị, đồng bào Khmer vốn có truyền thống văn hóa phong phú, mọi sinh hoạt văn hóa đều gắn bó với chùa chiền. Senedota là một trong ba lễ Tết chính trong năm của đồng bào Khmer Nam Bộ. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tất cả 13 chùa Nam Tông Khmer ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đều tổ chức lễ Senedota nhỏ gọn. Mỗi tổ dân cư đại diện một người đi chùa, tránh tình trạng tập trung đông người nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc. Khác với lễ Senedota các năm trước, thời điểm này, chùa Bono Kambot ở xã Tham Luân rất vắng, thỉnh thoảng có vài người đại diện cho tổ dân cư đi dâng cơm rồi về, chùa cũng không tổ chức bất kỳ hoạt động nào tập trung đông người. Dù vậy, bà con phun sóc vẫn có lễ Senedota đầm ấm bên gia đình và có ý thức cao trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng bào Khmer huyện Mỹ Xuyên chiếm hơn 30% dân số. Dù không tưng bừng với các hoạt động lễ Senedota như mọi năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng bà con vẫn vui khi được quan tâm chăm lo từ vật chất đến tinh thần.